Vâng, hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Âm Thanh Ánh Sáng Thanh Huy. Trở lại clip ngày hôm nay thì Huy tiếp tục lên một cái bộ dàn cho một anh khách hàng rất là dễ thương đến từ Thái Bình. Và ngay sau khi bên Huy vừa mới đăng tải một cái clip chạy chương trình khuyến mãi 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì ngay trong tối hôm đó thì anh khách hàng này đã chuyển tiền cọc cho Huy và đặt một bộ âm thanh. Mặc dù anh dự định là sắm cái dàn âm thanh này vào đầu tháng 6, tuy nhiên thì khi mà thấy cái chương trình này thì anh khách hàng đã đặt ngay một bộ âm thanh, phải nói là một bộ âm thanh rất là lớn. Như mọi người có thể thấy là cái dàn này bên Huy sử dụng là 3 cặp loa Arineo mẫu mới. Thì với việc sử dụng 3 cặp Arineo này và kết hợp lên dàn thì anh sẽ được tặng luôn một cái cục đẩy 4 kênh mẫu mới nhất, khủng nhất, hiện đại nhất của AT nha mọi người. Mẫu AT A8800 để kết hợp đánh chung với bộ dàn này. Có nghĩa là anh khách hàng này không phải mua thêm một cục đẩy để đánh nguyên cái dàn full này nữa. Do đó là cái chi phí của nó giảm xuống rất là nhiều nha quý vị. Và ở phía dưới thì vẫn là một dòng súp đôi nổi tiếng, đó là súp đôi Hỏa Tiễn. Cái dòng súp này thì nó rất là uy lực từ năm 2020 đến giờ và được rất là nhiều khách hàng chúng ta yêu mến. Thì cái dòng súp này thì bên Huy sử dụng là từ 208 và coil của nó là 125. Ngoài ra thì anh còn trang bị thêm một cặp loa monitor của Nestle. Monitor của Nestle 40. Đó, và Huy sẽ giới thiệu cho mọi người qua cái dàn máy nhé. Về dàn máy thì sẽ sử dụng một cái bàn mixer Dynacord CMF1000 hàng cao cấp. Đó, với hai chế độ eco và reverb độc lập với nhau, chỉnh độc lập luôn ha. Đó. Ở phía dưới thì Huy có trang bị thêm một con chiêng nguồn này, ATA8 này, bộ micro ATA680. Thì trong cái bộ cấu hình dàn này thì Huy đã khuyên anh khách là nên nâng cấp lên một cái bộ micro cao tiền hơn. Tuy nhiên anh thích cái chất âm của dòng 680 này bởi vì trước đây anh đã mua một cái bộ micro này của bên Huy rồi. Đó. Ở phía dưới thì sử dụng một con Rive Rack PA260 và cục đẩy 4 kênh siêu khủng. Huy đã giới thiệu với mọi người cách đây 2 ngày cục đẩy ATA8800. Thì cục đẩy này trong dàn này anh ấy được tặng nhá. Nhưng mà khi mà Huy báo giá cho mọi người, Huy sẽ báo giá cả cái cục đẩy này, bởi vì có rất là nhiều anh em có thể chúng ta sẽ mua ngoài cái chương trình khuyến mãi này nhá. Đó. Và phía dưới là cục đẩy đánh súp ATA2800. Đó, kèm với đó là một tủ máy 16U. Đây. Đó. Rồi ok mọi người. Huy dự định là sẽ quay cái dàn này vào cuối tháng 5, với là sang đầu tháng 5 hết lễ thì Huy mới quay. Tuy nhiên là anh khách này rất là dễ thương quý vị ạ. Vừa mới xem chương trình khuyến mãi của Huy, hỏi Huy có hai câu thôi là đã chốt tiền cọc rồi. Do đó là Huy sẽ làm cái chương lên ngay cái clip này để cho mọi người có thể xem. Ngoài ra những em nào mà chúng ta có thể nắm được cái lịch bên Huy di chuyển ra ngoài Thái Bình vào khoảng tầm ngày 20 đến ngày 21 tháng 5, anh em chúng ta cần setup chúng ta có thể liên hệ ha. Rồi. Ngay bây giờ thì Huy sẽ lên nhạc và test thử cái chất âm của cái dàn nhạc khủng long bạo chúa này cho mọi người nghe thử ha. Những anh em nào chúng ta có cái ý kiến gì về cái dàn loa này thì mọi người có thể comment ở phía dưới cái video này giúp Huy ha. Ngoài ra những anh em nào chúng ta cần tư vấn về dàn âm thanh cũng như là cần tư vấn về các cái chương trình hỗ trợ trả góp của bên Huy thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại hotline Huy để phía góc trái màn hình ha. Ok, sau đây là phần test âm thanh. Rồi ok mọi người, bây giờ thì Huy sẽ hát thử một bài cho mọi người nghe thử ha. Thì do là được kết nối với cái thiết bị Bluetooth, do là được kết nối với một cái thiết bị Bluetooth không dây như thế này, do đó là Huy sẽ cầm cái điện thoại của Huy để phát nhạc luôn cho mọi người. Và Huy sẽ đi xung xung quanh loa xem là cái độ trung hú của cái dàn loa này như thế nào ha. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
ngày gió mưa cộp cò đêm khuya dài thần dài tao tạo tình dòng chơi cùng nhau ta sẽ đi sẽ thắm bao đời xưa vui
sông cát lai cánh sông suối về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài cuối cùng tình thật đây mơ còn chuyện trên thầy. Ok mọi người, như vậy là Huy vừa mới test xong cái chất âm của bộ dàn âm thanh này rồi. Thì mọi người thấy sao ạ? Cái chất âm của cái dòng loa Array mới kết hợp với xúc hỏa tiễn thì nó cực kỳ là bạo lực và nghe âm thanh ở gần. Mọi người có thể cảm nhận thấy trong video là cái tiếng chép và tiếng ca của nó đã mịn hơn rất nhiều so với cái dòng Array trước kia. Và phân khúc giá thì không thay đổi. Giá chỉ có 10 triệu 500 ngàn trên một cặp thôi. Và được kết hợp cùng với một cục đẩy AT-A8800. Thì trong cái dàn này thì mọi người đã biết là cục đẩy này là cục đẩy được tặng. Một cục đẩy rất khủng mà bên Huy tặng. Lý do vì sao bên Huy tặng đó là Huy muốn cho mọi người có thể cảm nhận được cái chất âm khi mà hai cái dòng này nó kết hợp với nhau nó tốt đến như thế nào. Và đây cũng là một cái chương trình Huy tri ân tới tất cả những khách hàng mà đã luôn yêu quý và ủng hộ cho Thanh Huy Audio trong những năm vừa qua đó. Và anh em chúng ta hãy lưu ý rằng là cái cục đẩy này nó giá tới 14 triệu. Anh em chúng ta mua được trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ giảm được đi cái số tiền đó, bởi vì là con men đó Huy tặng và lắp vô dàn luôn cho chúng ta. Chúng ta giảm được rất là nhiều tiền, tiết kiệm được rất là nhiều chi phí ha. Cho nên tất cả những em nào mà chúng ta muốn lên dàn trong thời gian này mà chúng ta chưa đủ tiền, anh em hãy mạnh dạn đặt cọc, giống như anh khách Thái Bình này. Chúng ta đặt cọc là chúng ta đã được tính rồi. Ok, một lần nữa Huy xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Và những anh em nào mà đang xem kênh video của Huy mà chưa bấm đăng ký kênh thì mọi người hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.